Tôi xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của nhà bãi Phú Cường nhé. Thì em bắt đầu livestream lại thì ngày mai hẹn các bác buổi chiều ngày mai nhé, khoảng tầm 2 giờ em sẽ livestream cho các bác các cái sản phẩm như nồi cơm này, lọc nước rồi là quạt nhé, bình thủy này. Và tiến tới sẽ có đây lọc khí, em đang về rất là nhiều rồi đấy, lọc khí rồi bếp từ nhé. Tiến tới sẽ có những cái món như vậy hay hút ẩm, tiến tới em cũng về rất là nhiều. Thì đây thì mai em sẽ like cho bác những cái món này trước này. Đấy, đợt này thì mai đứa em nó sẽ like các bác nhé. Thì có gì các bác ủng hộ bên em. Đấy, giá cả thì vẫn bao các bác, giá thị trường và cạnh tranh cho các bác. Tất cả giá hợp lý. Lọc khí thì rất nhiều. Đây là em chưa có vệ sinh. Đấy, mai mốt em sẽ vệ sinh lên cho bác rồi em sẽ lên cho bác nhé. Đây có quạt và nồi cơm này, nồi cơm rất là đẹp này. Đấy, thì các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ qua số điện thoại và Zalo bên em là 0862 594 684 nhé. Hẹn các bác 2 giờ chiều mai bên em sẽ lên sóng nhé. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều các cái sản phẩm về hút bụi Dyson nữa. Thì các bác cần cái mặt hàng nào thì các bác có thể kết nối qua số điện thoại và Zalo bên em nhé. Đấy, bình nước, bình thủy phục vụ các bác về pha trà, pha mì, pha cà phê này. Sắp tới mùa đông rồi, giờ cái này đang rất là hữu ích này. Thì đang vệ sinh test để ngày mai lên cho các bác nhé. Thì mai đây em nó sẽ lên nhé. Có gì thì các bác chú ý theo dõi nhé. Và cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác vào ngày mai nhé.